Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của khoa học công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến bởi sự nhanh chóng, an toàn và tiện lợi cho khách hàng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang xác định đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là công tác trọng tâm, thường xuyên, giúp đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô, thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang dần trở nên quen thuộc với người dân, doanh nghiệp ở địa phương. Trong những năm qua, việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đang trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những hoạt động số hóa ngân hàng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nguồn lực để phục vụ chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay đã có 12 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh ký kết đẩy mạnh công tác phối hợp, quy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang. Chỉ cần dùng điện thoại kết nối mạng Internet, tải ứng dụng, đăng ký và kết nối tài khoản ngân hàng thì có thể thực hiện thanh toán hầu hết các dịch vụ mà không cần đến tiền mặt. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã phối hợp với Viettel An Giang, Viễn thông An Giang, Mobifone An Giang triển khai chương trình thanh toán không dùng tiền mặt tại 12 chợ siêu thị thanh toán bằng thẻ ATM, chuyển khoản hoặc mã QR ở các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó phát hiện 1.015 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử. Triển khai các chương trình, sự kiện kích cầu thanh toán điện tử, đảm bảo an ninh, an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin trong các giao dịch. Thì hệ thống ngân hàng số tại Ngân hàng Bản Việt thì được đầu tư từ kênh online cho tới các điểm giao dịch tự động để mỗi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất và hạn chế việc sử dụng tiền mặt. Khách hàng khi sử dụng giao dịch tài chính trên máy rút tiền tự động DDMI và DDMI cộng luôn được bảo mật bằng nhiều lớp bảo mật. Khách hàng sử dụng DDMI khi thực hiện chuyển tiền và giao dịch thanh toán sẽ được bảo mật bằng mã bảo mật thông tin. Đối với giao dịch trên DDMI cộng, đối với giao dịch nạp tiền, rút tiền bằng công cước công dân, khách hàng xác thực nhận bằng khuôn mặt ngay tại máy. Khi quét đúng khuôn mặt khớp với căn cước công dân, lúc đó hệ thống mới hoàn tất việc đăng nhập cho khách hàng và sử dụng trải nghiệm các tiện ích của ngân hàng số tại Ngân hàng Bản Việt. Hiện nay, các đơn vị ngân hàng trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng hiện đại. Đến nay, có khoảng 3.700 sản phẩm nông sản hàng hóa được các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh đưa lên các sàn thương mại điện tử như Postmark, Vosso, Tiki và Shopee. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, việc sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã cũng trở thành thói quen của người dân và doanh nghiệp từ thành thị đến nông thôn. Chỉ cần có cái điện thoại di động đăng ký kết nối với tài khoản ngân hàng, tải app thì có thể là chuyển tiền, thanh toán các cái dịch vụ, hầu hết các cái dịch vụ và không cần phải sử dụng tiền mặt. Qua đó thì giúp cho cái tiết kiệm được cái thời gian, thuận lợi, an toàn và chính xác, và có thể nói là nó trở thành một cái xu thế tất yếu của xã hội. Ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang thì cũng rất là quan tâm xác định đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là nâng cao cái chất lượng dịch vụ, đổi mới cái phương thức triển khai và mở rộng cái quy mô triển khai. Hưởng ứng cái ngày hội mua sắm năm 2023 tại thành phố Long Xuyên thì cũng đã vận động doanh nghiệp và người dân tham gia là thanh toán trực tuyến qua tài khoản của ngân hàng, các cái ví điện tử liên kết. Thì đến nay thì tỉnh An Giang là cũng có trên 1,7 triệu là người trưởng thành có tài khoản ngân hàng, có 143.600 cái ví điện tử do các cái đơn vị viễn thông là phát triển. Từ những tiện ích thiết thực, thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng nhiều trong các giao dịch hàng ngày và trở thành xu thế tất yếu của xã hội. Không chỉ thuận tiện với khách hàng cá nhân, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn mang đến tiện ích vượt trội cho các cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý các giao dịch tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn và chính xác.